2 trận, 2 thẻ đỏ và không một ngày thi đấu nào Manchester United có được thắng lợi. Án phạt trước Tottenham Hotspur sau đó đã được rút lại từ phía trọng tài, nhưng có vẻ như Bruno vẫn không thể giải tỏa áp lực tâm lý. Tấm bằng đội trưởng của Manchester United chẳng biết từ bao giờ mà lại như một món bảo vật ám lên chủ nhân của nó nhiều đến như vậy. Và có lẽ rằng, dù có thể phòng thay đồ sẽ lại gặp những vấn đề, Erik ten Hag nên xem xét đưa lại nó cho người đã chứng minh thế nào là cống hiến hết mình, là chuyên nghiệp tận cùng cho đội bóng. Cũng chính người đó đã cứu ông chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu kể từ thời điểm bị tước băng một năm về trước. Anh trưởng, đó là biệt danh nên thuộc về Harry Maguire. Người ta có thể cười nhạo anh vì những giây phút giải trí, nhưng trong cơn hoạn nạn của đội bóng, trong thời điểm cần đến một khoảnh khắc ngôi sao, thì số năm ấy vẫn ở đây và làm trọn vẹn nhiệm vụ. Manchester United đã may mắn giữ lại một điểm quý giá trước FC Porto tại Europa League nhờ vào bàn thắng muộn màng của Harry Maguire, kết thúc 90 phút nghẹt thở với tỷ số 3-3. Pha đánh đầu vào phút bù giờ của Harry Maguire đã cứu vãn một trận đấu đầy căng thẳng, nơi mà quỷ đỏ dường như đã nắm chắc chiến thắng, nhưng rồi lại đánh mất lợi thế chỉ trong phút chốc. Như thường lệ thì trong trận đấu này, Man United sử dụng đội hình mạnh nhất, và lẽ dĩ nhiên với Lisandro Martinez và Matthijs de Ligt đều khỏe mạnh, không có lý do gì để Harry Maguire được trao cơ hội cả. Vẫn như thường lệ, cựu đội trưởng của Quỷ Đỏ vẫn chấp nhận, vẫn chờ đợi cơ hội từ bên ngoài đường biên. Anh hẳn là phải cảm thấy bứt rứt khi chứng kiến màn trình diễn của hàng thủ trên sân, rồi cách mà đội nhà chuyển từ thắng thành bại nhanh đến thế. Một kẻ tiểu nhân có thể tạo nên một điệu cười ở trong lòng và vật vờ khi được trao cơ hội. Còn anh trưởng thì hoàn toàn đối lập, luôn có sự sẵn sàng và tập trung. Nhắc về màn trình diễn của Quỷ Đỏ, đặc biệt là trong hiệp 1, đã thể hiện sự tương phản rõ rệt. Đội bóng đến từ Manchester nhập cuộc đầy tự tin và triển khai thế trận một cách bài bản. Marcus Rashford là người mở tỷ số sau khi tận dụng pha chuyền bóng thông minh của Christian Eriksen. Cú sút của anh mạnh mẽ và chính xác khiến thủ môn Diogo Costa của Porto không thể làm gì hơn. Không dừng lại ở đó, Marcus Rashford tiếp tục tạo điều kiện cho Rasmus Højlund, tiền đạo người Đan Mạch, ghi bàn thắng thứ hai. Højlund nhanh chóng phản ứng sau pha cứu thua không tốt của Costa và đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, sự hưng phấn đó không kéo dài lâu. Porto dần kiểm soát lại thế trận, bắt đầu tạo ra những pha tấn công nguy hiểm và cuối cùng đã làm chủ cuộc chơi. Hàng thủ của Manchester United vốn đã lỏng lẻo, nhanh chóng sụp đổ khi Pepe đánh đầu rút ngắn tỷ số. Sau đó, Omorodion chính thức đưa trận đấu trở về thế bình quân bằng một pha đánh đầu không thể cản phá và đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Trong vài phút ngắn ngủi, lợi thế của United đã bị thổi bay. Hiệp 2 bắt đầu với những khó khăn tiếp tục chồng chất cho Manchester United. Porto càng chơi càng tự tin, đặc biệt khi Omorodion ghi thêm bàn thắng thứ hai của mình. Lần này là pha dứt điểm chính xác sau đường truyền quyết định của Pepe. Sự yếu kém của hàng phòng ngự, đặc biệt là ở vị trí của Lisandro Martinez và Matthijs de Ligt, khiến đội bóng của Ten Hag phải đối mặt với nguy cơ nhận thêm bàn thua. Martinez liên tiếp bị Pepe qua mặt trong những tình huống quyết định, trong khi de Ligt có những pha xử lý thiếu chắc chắn, thậm chí là ngờ nghệch, đem tới cái cảm giác bất an như những màu áo trước mà anh khoác lên kể từ khi vươn tầm tại Ajax Amsterdam vậy. Những pha phản công nhanh của FC Porto liên tục đe dọa khung thành của United, và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Andre Onana, Quỷ Đỏ đã phải nhận thêm bàn thua. Trong khi đó, các cơ hội của United ở tuyến trên lại không được tận dụng một cách hiệu quả. Alejandro Garnacho và Nusay Mazraoui có những pha dứt điểm khá tốt, nhưng Costa đã xuất sắc cản phá. Cũng dễ hiểu vì đây đang là thủ thành số 1 của đội tuyển Bồ Đào Nha, thế nên sẽ phải có những tình huống khó hơn để khuất phục người gác đền này. Điểm nhấn tiếp theo của trận đấu và cũng là khoảnh khắc gây tranh cãi lớn, nó đến khi mà Bruno Fernandes nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Nehuen Perez. Đội trưởng của Manchester United đã có một pha duỗi chân để dứt điểm theo tư thế Bundesliga khá liều lĩnh khi mà anh cố gắng khống chế quả bóng, và quyết định của trọng tài là khiến cho nhiều người bất ngờ. Fernandes vốn không phải là một cầu thủ chơi bạo lực, đã bị truất quyền thi đấu trong hai trận liên tiếp. Chẳng vội bàn đến những trận tiếp theo, nhưng đó là thời điểm mà United vừa bị dẫn trước, vừa bị mất người, và thời gian của trận đấu thì chỉ còn lại có 10 phút chính thức mà thôi. Phải chơi với 10 người, mọi thứ dường như đã mất với Manchester United. Tuy nhiên, như đã từng xảy ra trong quá khứ, Harry Maguire, người từng bị tước băng đội trưởng, đã xuất hiện đúng lúc. Pha bật cao đánh đầu của anh từ quả phạt góc của Christian Eriksen đã mang về bàn gỡ hòa 3-3, giúp đội nhà thoát khỏi một trận thua đáng xấu hổ. Cách đây một năm về trước, trong trận đấu với Copenhagen tại C1,
Chính Harry Maguire là người đã thắp sáng niềm tin cho Manchester United với pha đánh đầu tạo nên bàn thắng duy nhất của ngày thi đấu đó. Và trước đó chỉ vài tuần, trong trận đấu với Brentford, khi mà Scott McTominay có liền hai bàn thắng vào những phút 90+3 và 90+7, thì Harry Maguire, chính anh là người đã kiến tạo và góp công vào khoảnh khắc Fergie Time giữ ghế cho thầy 10 kéo dài cho đến hiện tại. Và vừa qua, thật tiếc khi mà những nỗ lực của anh trưởng chưa thể đem lại một chiến thắng, nhưng trong bối cảnh Bruno không may cưa ghế, chính số năm này lại đang có những động thái bảo vệ cho ông thầy. Harry Maguire, người đã cứu vãn trận đấu với bàn thắng muộn, đã nhấn mạnh rằng đội bóng cần phải vững chắc hơn trong những tình huống quan trọng. Anh nói, chúng tôi cần phòng ngự tốt hơn khi đã có lợi thế, dẫn trước 2-0 trên sân khách như vậy. Lẽ ra chúng tôi phải biết cách bảo vệ thành quả. Có quá nhiều khoảng trống, quá nhiều đường tạt bóng vào vòng cấm, và cuối cùng họ đã trừng phạt chúng tôi vì điều đó. Còn về phần Erik ten Hag, ông cũng đã phải thừa nhận, chúng tôi đã có khởi đầu rất tốt, nhưng chúng tôi mất kiểm soát sau đó. Phần giữa trận đấu chúng tôi chơi không tốt, nhưng tôi hài lòng với cách chúng tôi kết thúc. Chúng tôi đã thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, nhưng hàng phòng ngự cần phải cải thiện. Bạn thấy một lần nữa rằng đội bóng có ý chí, tính cách mạnh mẽ. Giữa trận, hàng phòng ngự chúng tôi phải cải thiện. Đâu có ai chờ đợi Ten Hag nói về đội bóng một cách thẳng cánh cò bay như thế này bao giờ đâu. Cho đến nay thì có thể xem đây là một sự tích cực độc hại, một con voi ở trong cái phòng. Nhưng thầy 10 có thể là lờ đi hay chọn cách không công khai với truyền thông. Nếu kết quả tốt thì chẳng vấn đề. Nhưng đằng này, ở đấu trường châu Âu, nghĩ đến hai bàn mà còn suýt thua, còn mất người, thì đúng thật là không nên có bất cứ lời bào chữa, chứ chưa nói đến lời khen làm gì cả. Màn trình diễn của Manchester United trong trận đấu này đã phơi bày rõ nét những điểm yếu của đội bóng, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Trong khi đó, Bruno Fernandes, đội trưởng hiện tại, đang trải qua một giai đoạn đầu mùa giải đáng quên khi liên tiếp phải nhận thẻ đỏ và áp lực từ người hâm mộ đòi hỏi sự thay đổi ngày càng tăng lên. Khi anh vẫn chưa có bàn thắng trong một thời gian dài, nhiều người cho rằng đã đến lúc trao lại băng đội trưởng cho Harry Maguire, người từng là thủ lĩnh của đội bóng trong những thời điểm khó khăn. Harry Maguire, sau tất cả những chỉ trích và áp lực phải đối mặt, vẫn chứng tỏ được giá trị của mình trên sân cỏ. Dù không phải là sự lựa chọn hàng đầu trong mắt của Ten Hag ở đầu mùa, nhưng phong độ ổn định và khả năng ghi bàn quan trọng của anh đã chứng minh rằng anh xứng đáng được trao lại vị trí lãnh đạo. Thật khó để tìm ra một cầu thủ nào trong làng bóng đá sau khi bị tước băng đội trưởng, vẫn ở lại, vẫn tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, dù biết tương lai của mình bất định, đặc biệt là sau những bản hợp đồng mới trùng vị trí. Đó là Harry Maguire, không phải bản hợp đồng thành công nhất hậu kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, nhưng là người chuyên nghiệp nhất và quân tử nhất. Với Manchester United, vấn đề không chỉ nằm ở một cầu thủ hay là một trận đấu cụ thể. Đội bóng cần có một sự cải tổ toàn diện cả về tinh thần lẫn chiến thuật nếu muốn thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại. Mà khoan đã, thế thì khác nào bảo rằng United trong 2 năm qua dưới thời của Ten Hag vẫn chẳng định hình được điều gì mới mẻ, cũng không nhất thiết phải phủi bay đi hai danh hiệu mà thầy 10 đã đem về cho phòng truyền thống của đội bóng này. Nhưng thành thật thì với hướng đi như thế này, các United fan chắc chắn sẽ vẫn phải ăn mừng cục bộ, giành chức vô địch bằng khoảnh khắc. Chứ còn từ triều đại thì nhìn mãi vẫn không ra được.